Anh em sàn Tây Nguyên xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 4 tháng 10, Bình Dương đã thông chốt, đã cho người dân trở lại. Anh em nhà sàn bắt đầu mở cửa trở lại, đón các cô, các bác, các dì ghé anh em nhà sàn Thứ Nguyên để nạp năng lượng cho một thời kỳ mới. Các cô, các bác sau mùa dịch ai cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn tái tạo theo năng lượng mới, một năng lượng mới. Các cô, các bác hay đến nhà sàn Tứ Nguyên để cùng với nhà sàn Tứ Nguyên nạp năng lượng thay đổi mới. Các cô, các bác đang làm nhà hay muốn ngôi nhà của mình đầy sinh khí, tái tạo mới, mời các cô bác hãy sử dụng các loại đá phong thủy tự nhiên của Việt Nam mình để tái tạo nạp năng lượng cho ngôi nhà và con người và bản thân các cô bác. Anh em nhà sàn Tây Nguyên xin chào và hẹn gặp lại các cô, các bác ở nhà sàn Tây Nguyên.